Xin chào thầy cô và tất cả các bạn, mình là Đỗ Thị Như Yến, sinh viên khóa 3 lớp Lucky của trường đại học edX. Sinh viên khóa 1. Tạm nếu nghe rồi, phải rồi. Đầu tiên thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến về phân tích các chỉ số kinh doanh trong doanh nghiệp. Đầu tiên đó chính là thanh toán nhanh. Thanh toán nhanh đó chính là khả năng các doanh nghiệp dùng tiền hoặc tài sản có giá trị tương đương tiền để chuyển đổi thành tiền và trả nợ khi đến hạn hay là quá hạn. Thì nó có công thức đó chính là tiền cộng với khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn. Đó là các khoản tiền để chúng ta cũng có thể nói đó chính là tài sản ngắn hạn để chúng ta có thể thanh toán ngay lập tức và thanh toán tức thời. Tiếp theo đó chính là thanh toán tức thời, thì đó chính là xem xét các khoản có thể sử dụng để thanh toán nhanh nhất. Đó là tiền hoặc là các tài sản tương đương với tiền thì sẽ chia cho nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn đó chính là các khoản vay mà nó có trong thời kỳ ngắn, ví dụ như là trong quý hoặc là 1-2 tháng gì đấy hoặc là nửa năm. Tiếp theo đó chính là thanh toán ngắn hạn, là khả năng thanh toán hiện thời, cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn được bù đắp bằng bao nhiêu tài sản ngắn hạn. Vì vậy nó chính là phản ánh cho tổng quát nhất cho khả năng chuyển đổi thành tài sản thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn cho doanh nghiệp. Chúng ta sẽ có công thức đó chính là thanh toán ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với ROE, thì nó là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đó chính là lợi nhuận sau thuế chia cho vốn chủ sở hữu bình quân nhân với 100%. Lợi nhuận sau thuế đó chính là sau khi chúng ta trừ đi hết các khoản thuế đi của nhà nước, của doanh nghiệp, thì sau đó chúng ta sẽ chia cho vốn chủ sở hữu rồi nhân với 100%. Tiếp theo đó chính là ROS, thì nó chính là cách tính tỷ suất lợi nhuận trên doanh nghiệp, trên doanh thu, là tỷ số giữa lợi nhuận được thu và tổng doanh thu của trong kỳ. Thì nó có công thức như là lợi nhuận sau thuế chia cho doanh thu nhân với 100%. Thì doanh thu ở đây chính là cái số khoản tiền mà số tiền trong năm mà chúng ta bán được hàng hóa, thì đó chính là doanh thu rồi nhân với 100%. Thì vừa rồi mình đã nói hết các khoản của phân tích các chỉ số kinh doanh của doanh nghiệp. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.